Đã bắt được bóng nhưng đường truyền lên quanh đã bị Justin Giang bắt bay và hai điểm ở game win vẫn đang là đội kiểm soát bóng. Thêm một pha ném xa nữa, lần này thì bóng đã vào rổ, gần như không có cơ hội cho các cầu thủ sao hít thực hiện pha lên rổ. Jay Wan Hill một pha ghi điểm dễ dàng vừa rồi, chỉ có một thêm hai điểm nữa. Đây là pha đá bóng của Justin Giang, đáng tiếc là bóng đã bật ra ngoài. Pha ghi điểm của Ngô Tuấn Trung, ngay cả trong những tình huống phối hợp chuyền bóng lên, các cầu thủ sàn hít cũng tỏ ra khá lúng túng. Nguyễn Thành Nhân, Thành Nhân đã bị phạm lỗi, đó là lỗi của cầu thủ số 15 Tăng Minh Trí bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Lúc này thì huấn luyện của sàn hít ông Gabriel đã xin xuất hiệu Justin Young, Hồng Gia Lân. Pha phối hợp rất tốt của các cầu thủ City Wings và vừa rồi thì Hồng Gia Lân đã một pha ném xa. Daniel Miller, trọng tài đã cắt còi. Pha can thiệp rất tốt của Daniel. Pha can thiệp rất nhanh. Cầu thủ xử lý rất kỹ thuật của Jay Wan Hill. 3 điểm. 2 điểm cho các bạn đột phá. Và Justin Young. Và cái điểm của Hùng Đất Sét. Cú đá bóng từ xa chính xác của Veano. Vẫn là một khoảng cách khá lớn. Cú đá xa của Ngô Tuấn Trung, bóng đá vào rổ. Thành Nhân. Pha hợp tốt. Đất Sét dội rổ. Cuối cùng thì bóng đã được đưa vào. Bóng vẫn còn trong sân. Daniel Miller thực hiện pha ném xa chính xác. Và phối hợp tốt của các cầu thủ sàn hít. 2 điểm cho sàn hít với 3 điểm. Võ Văn Thành vẫn đang là các cầu thủ sinh viên. Một cú ném bóng chính xác và thì bóng rất đẹp bắt. Daniel Miller thêm 2 điểm nữa cho đội chủ nhà. Quả đá phạt của Veano. Bóng đã vào rổ. Pha lên rổ của Nguyễn Hình Hải. Pha đột phá của Phan Minh Luyến. Miller đang bị Justin Young kèm sát. 2 điểm cho sàn hít. Và pha đột phá của Veano. Daniel Miller. Sân. Trận đấu được tiếp tục. Tăng Minh Trí thực hiện pha ném xa. Bóng đá. Thành Nhân. Pha lên rổ đẹp bắt. Một phút cuối cùng của hiệp đấu thứ 3. Cuốn xa chính xác. 3 điểm cho Veano. Thêm 2 điểm cho bóng đá vào rổ. Veano.
đây là Viano, đội chuyền dài cho Daniel Miller, hai điểm rất đẹp bắt. Nguyễn Văn Hùng thêm hai điểm nữa. Bóng đã vào rổ rồi, hội cho City Queen. Lại là một pha block thành Nguyễn Thành Nhân. Chúng ta theo dõi là tình huống block bóng tốt vừa rồi của Daniel Miller. Daniel Miller, cú đá bóng của Daniel Miller, bóng đá vào rổ. Thêm hai điểm nữa cho bóng đá. Một pha rổ rất đẹp. Thêm hai điểm nữa được ghi cho Sài. Điều quan trọng là họ phải giữ bóng thật chắc. Một pha phối hợp rất hay của các bóng đã vào rổ, nhưng các cầu thủ City Wing vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Pha ném xa của Huỳnh Hải chính xác, ba điểm cho City Wing. Và đổ thật Jay Quang Hiếu đã cướp được bóng, hai điểm cho các cầu thủ City Wing.